Rồi, clip 2 nha. Rồi, em lên em qua kia lấy thầy mà. Rồi, clip 2 em lên cái mã 31 tiếp nha. Rồi, là một cặp đuôi chuột giá 280.000 nha. Đó. Là gồm có đầu 10, 14 và 13, 17 nha. Hai thằng của con tóp hết luôn nè. Đó, hai thằng của con tóp hết luôn. Điếu dài nha. Này. Đây. Rồi, cái này cũng vậy. Đầu nè. Đó, còn rất là đẹp nha. Hai cái điếu dài này khó kiếm lắm nha. Đa số điếu ngắn, ngắn dài là mình hẳn mình mở con tán á, mà trong con mùi lon con tán mình thọt vô cũng được nha. Hai cây top luôn. Đó. Rồi, hai cây này giá là 280.000. Rồi, 280.000. Rồi, em lấy cái mã 32 là một cái kềm chết hàng nha. Một cái kềm bấm hàng nè. Giá 300.000 nha. Nó thương hiệu của nó là của là Kakutano. Kakuta. Nó hàng nội địa. Nó chỉ sản xuất trong nước nó xài đó. Rồi, đây là một cái kềm chết chưa xài nha. Rất đẹp luôn. Đây mở ra nè. Đó, thường thường là nó gắn ốc lên đây thôi, nhưng mà cái này nó có một cái thớt ra đó nè. Đó, để mình trà chỉnh nè nha. Đó, mình hàng đó, ốc còn đẹp không, nếu mà hàng là bị chảy ốc liền, chấm ten nó dính mọt hàng liền nha. Rất đẹp. Đó ha. Rất đẹp luôn cái kèm này nè. Xài nhiều là mình hàng nhiều là nó cái ten hay cái mọt hàng nó sẽ dính vô, nó sẽ đen. Cái chưa xài nha. Đó, rất đẹp nha. Ốc còn trơn tru. Rồi, ok. Giá 300.000 cho cái kìm hàng này nha. Đóng chữ nè. Này hàng nội địa, nó không đóng chữ ra bên rồi. 33 là một cái mũi phay gỗ nha. Mình mở cho 170.000. Cái này đã dành cho mấy chú nào làm bình thường mộc á, hay là thạch cao trần nhà nè, mình sử dụng nha. Nó dành cho mình cái tay nắm cửa mà mình hay mở bằng gỗ đó, mình chỉ cần đúc cái mũi khoan ở đây mà mình canh kích cỡ của nó bao nhiêu là mình mở ra nha. Đó, mình mở ra nó có sen nè, nó có ly nè, nó đóng số nè nha, bao nhiêu là em vệ sinh dầu nó dính. Đây mũi nè, còn bén cực kỳ nha, cây này mới lắm nha, nó chưa mòn nhiều luôn. Đây để em phân biệt cho mấy chú xem cái nào là hàng tốt và hàng dở nha. Kanjawa, những cái thiệt á là mấy chú rút ra đó, cái này như nhau hết và cái này cũng như nhau hết. Đây cái phần đặc biệt nhất là những cái thiệt này nó sẽ bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa nha. Những cây mà anh mấy chú coi nó bằng nhựa là những cây đó rất là không ngon nha, mình xiết ra bể liền à. Đó đúc vô bằng kim loại nha, bằng thép á, để mình xiết nó không bể chứ bằng nhựa nó vậy nha. Rồi thứ hai á là nó răng ngược nha. Đó, mình mở ra nè, đó là nó sẽ xiết vô, và mình xiết vô là nó sẽ mở ra nè ha. Đó, nó này mở ra ha. Đó, răng ngược nha, mình nhớ nha. Mấy chú mua về mà mở không được cứ kêu em đổ thừa em sao mở không được, không phải đâu, nó là răng ngược nha. Đó, gắn mũi khoan vô đây, gắn cái đầu khoan vô đây và mình khoay. Đó. Rồi giá 170.000 nha. Rồi đưa cái kim. 170.000. Rồi tiếp theo một cây bắn bọt bắn phấn nha. Giá 200.000 bằng nhôm nè. Đó, kéo ra. À mở tay quay lên. Đó, kéo ra nha, phấn trắng còn nha. Đó. Để mấy chú nào là mình xây dựng mình bắn ke tường, chân tường nè. Đó, mình bắn cái này. Bắn mực nó dơ thì bắn bằng này nó sạch bằng phấn mà. Hay đó mình bắn trên làm chỉ là phong, mình bắn mấy cái này cũng được, mình bắn một cái cỡ cái mực để làm cái đường đó, để mình gắn cái thẳng nha. Đó. Bắn nếu mà bắn bằng mực đó, thì nó dơ, thì bắn bằng cái này thì nó sạch. Nó chẳng nhìn nhà ta sơn nước rồi thì bắn bằng nó sạch phủi nó đi nha. Rồi, giá 200.000 bằng nhôm. Đó, rất đẹp nha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã 35 là một cái thước nha. Này, này rất đẹp luôn. Đó. Cái nút này để mình mở ra nè. Ấn vô. Cái này là tình trạng như thế này đây. Giao xích đầy đủ nha.
Senkyu. Cái này nó bằng phím nha, phím nha. Đó, chứ không phải bằng nhựa. Nó nhìn nó rất đẹp. Ha. Lại này thì chất lượng rồi, phím này đốt còn khó cháy lắm nha. Đây. Cây này size 10 mét nha. Giá 250.000. Size 10 mét nha. Đó, anh mấy chú vừa nãy giờ cuốn vô thôi. À, cuốn vô không? Đó. Cuốn sát luôn. Rồi, đó, gặp lại. Nước tiền dụng bỏ túi nha. Size 10 mét. Rồi dây nữa, nó là Aeron. Dây còn đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, khoan nè. Rồi ok, giá là 250.000 nha. Cái này nó bằng fit rồi. Đó. Này không phải bằng nhựa, nó bằng fit, đúng rồi, fit rồi. Nhìn thấy luôn, nó có mấy cái chỉ bố trong này không? Đó. Bằng fit nha. Rất đẹp, rồi giá 250.000. Rồi tiếp theo lên một cái bắn silicone giá 130.000 như mọi ngày. Đó, em quay nhanh thôi. Đó, tình trạng nha, không lỗi lầm gì nha. Rồi. Rồi, một cái silicone tôn dày cực kỳ luôn. Đó. Rồi, hết nha. Giá 130, vệ sinh mất cái mặt tiêu luôn rồi. Rồi. Giá 130. Rồi, tiếp theo đây một cái cưa sắt giá 200.000. Đó. Cái này này của dòng Smart. Smart thấy không? Đó, rất đẹp nha. Đó, cưa này, kim loại này, nhôm, cái cán bằng nhôm, thân bằng kim loại nha. Nó hơi tèn xíu thôi nhưng mà thật ra chất lượng thì ok nha. Đó, cưa. Rồi, ok, cái cưa này em bán cái giá là 200.000 luôn nha. Rồi, lấy một cặp mổ led nữa, giá 230.000. Là một cây là của Lotter con tôm nè, một cây của Toyota. Một cây 250 và một cây 200 nha. Rồi, một cây Lotter nè, Lotter con tôm nè. Nail Lotter. À, sao xích đầy đủ nha. Rất đẹp, xa ben, nóng xa ben ha, sao xích nha. Rồi, cây 200 này tình trạng là để mở nha. À, mình dán cái này hàng chim mở nó ra. Rồi, tình trạng này ha, nhàm nè. 230.000 cặp này nha, màu nó hơi xấu hơn chút xíu, rẻ hơn chút. Trơn tru nha. Đây. Đó, tình trạng chưa quạt gì luôn nha. Rất đẹp trơn tru nè, đó, khít nè. Nha, rồi, 200. Còn cái này là size 250 nè, tình trạng nè. Đó, cái này sử dụng rồi, nó hơi tưng ten mất chrome như này thôi. Thôi, vẫn trơn tru nha. Không lỗi lầm gì luôn. Nè, nhàm trong nè. Còn rất đẹp. Rồi, Lotter nha. Lotter đồ nó dày khui rồi. Rồi, giá cái cặp này là 230.000 nha. 230. Rồi, tiếp theo lên cặp 39. 240.000. Đó, tình trạng sẽ mới hơn chút. Cũng là 200-250 Lotter và sen cây nha. Đó. Đây, đi em mở ra nha. Này, tình trạng nhàm đó. Nó khít nha. Cái này chưa xài nha. Cái này chưa xài luôn. Đó nè. Xài không nhìn ở trong này biết liền, nó chạm liền nha. Rồi. Chưa xài nha. Rất là trơn tru. Nó sen sapen, Lotter. Cái bánh xe này còn trắng tinh nữa không? Đó, rồi ok, cái này cũng vậy. Cái này nhằm khít này. Đẹp cực kỳ luôn. Hàng mẫu lết phải tuyển chọn về chứ còn không tiến trò là nó hỏng hết rồi. Cây này chưa xài luôn nha. Đó, rất đẹp. Nè, Sapen nè. Những cái dấu dứt này là hàng của Nhật nha. Đó, Senkai nè. Senkai. Rồi, độ mưa có rất cao. Rồi, ok. Khích xịt luôn không. Rồi, cặp này giá là 240.000 nha. 240.000 cặp này. Rồi. Tiếp theo lên một cái cạo hai chân 800.000 mã số 30, một cái cặp Super. Số 6 nha. Đó, Japan nè. Tình trạng cái này á thì nó chưa sử dụng nhưng mà kiểu họ Nhật hành bỏ bên bãi á, thì nó hơi bị ten xíu thôi. Nó đen đen như thế này thôi, muốn chẳng phải là xét đâu. Nó bị ten ten thôi. Đó nè. Tình trạng nè, đó.
chén tròn nha, mũi kim còn nhọn quắc luôn nè, xài nhiều là nó sẽ bằng cái mũi luôn á. Đó. Đó cái này nè, này, hai chân này cũng vậy nè, mới tinh nha. Đó gặp cải số 6, một cái cải số 6 rất đẹp nè. Đó, ốc nè. Rồi ok, mở lên. Rồi, rất ok nha. Cái này 800 ngàn nha. Đó, hôm qua hôm kia mới bán một cây 1,2 triệu đó. Số 8 thôi, cây số 6, 800. Đó, mũi trên nè ha. Mất tinh luôn, trắng tinh nha. Rồi, 800 ngàn cây này. Rồi, tiếp theo lên một cái Eto ngân hàm 50, 320 ngàn như mọi ngày. Cụ Tâm Anh nè. Đây, Tâm Anh nè. Cây này còn tem nè, tình trạng đầu nè. Đó. Không, khít cực kỳ luôn. Chén mới còn nha, chén riêng nè. Chén còn nha. Eto hàm 50 em mở ra. Để em mở ra cho mấy anh chú xem nha. Rất là nhẹ nhàng trên ru nha. Mà làm đồ điện tử, đồ điện mình mua mấy thứ này về mình làm nhỏ gọn nha. Ô tô bàn mà. Không. Rất đẹp. Rồi. Cái này giá 320 ngàn nha, cho size 50 này nha. Đó, size 50 này, 320. Rồi, tiếp theo em lên một cái size 63. Size 63. Những dòng màu đen này là nó thương hiệu của Hojan nha. Còn cái kia một là Lucky hay là Topman thì những dòng này nè là của Hojan nha. Đó. Mấy chú cứ thắc mắc tại sao á, nó là Hojan đó nha. Nè, Hojan nè. Đó. 380 ngàn, chén đầy đủ nha. Còn chén đầy đủ này nha. Nó vẫn hoạt động ok. Cái này nó đốt luôn. Đó. Xịt lên. Rồi, nhàm đây. Rất đẹp cây này. Em mở ra nha. Đó. Qua em về được mấy con mà khách họ mua trước hết rồi. Đấy. Con cực kỳ đẹp luôn. Hoàn hảo cực kỳ luôn nha. Đó. Cái này giống như là nó chưa xài đâu vậy đó. À, như chưa xài, con này chưa xài nha. Nè, xài làm cứng lên lập tức, siết mạnh như là cứng liền nha. Nó cứng lúng vô liền. Đó, rất là trơn tru nè, em mở siết vô cho anh mấy chú xem ngàm nè. Đây, ngàm nè. Này, đồ bãi nó về nó cứng này cứng nọ thì cái gì thôi, ra ngàm ha. Đẹp cực kỳ luôn, con ốc ở trong này còn trắng tinh nè. Rồi. Giá cái này là 380 ngàn nha. Qua lấy cho mình mũ lít nha. Rồi, tiếp theo. Em lên cái mũ 33 là một cái mũ lít răng. Cây này giá 500 ngàn. Thì em bán 450 nhưng mà cây này 500 ngàn. Tại vì tình trạng của nó là đẹp cực kỳ luôn. Đây nè. Nước sơn nha. Đây. MCC. Đó, nó đỏ tươi luôn ha. Đó nè. 450ml nè. Cây này tình trạng mới nha. Đó, mới cực kỳ luôn. Giá 500 ngàn cây này. Đó. Những cái cây kia bán 450. Rồi ok nhà mới không. Không bể một răng nào nào, chúng chưa xài mà sao bể được đúng không? Rồi. Chưa xài mà. Mới tinh luôn. Đó. Họ chê luôn nha. MCC nó xài trợ lực nè. À, có cái bậc lắc qua lại nha. Rồi, ok, em chỉnh răng vô nè. Trơn tru nha. Cái này mới mà anh mấy chú sưu tầm nè. Những cây thường là 450 rồi thì cây này mới nó là 500 nha. Hàng chưa xài nó sẽ giá trị hơn những hàng xài rồi nha. Rồi, giá 500 ngàn cho cái mũ lít răng này rất đẹp. Rồi. Rồi, tiếp theo em lên một cái cây công lực size 600ml, giá 550 ngàn nha. Cái cây vừa rồi em bán nhầm giá. Cái cây đó em bán với là 580 á, mà đề giá lộn hay là bán luôn. Rồi, cây này là của ARM nha. Đây, ARM Japan thấy không? Đó. Cắt từ size 10 ly nè. Đó, 10 ly đổ lại nha, 600 nè, Japan rồi nha. Cây này vừa rồi em bán lộn cái cây MC, hay lỡ bán rồi mình giữ uy tín luôn, bán cho anh mấy chú xài luôn. Giờ em bán lại cái giá cũ nha.
550 cây này. Đó, tình trạng răng này. Không mẻ nha. Mở ra. Tại em không có sắt, cắt cho anh chú xem. Đó. Tình trạng cán này, nước sơn rin còn nha. Đó. Ha. Cán bao tay nó cũng là ARM nha. Cán không bể luôn nha. Đẹp cực kỳ. Để đo chiều dài của cái này dài 60 nha. Rồi 63. Chiều dài 63 cm nha. Đó. 63 cm, giá 550.000. Đó, rồi em bán cái kia lỡ bán rồi, lỡ quay rồi, cho nên là bán luôn chứ sao giờ. Cho nên là em bán lại cái giá đó nha, 550.000. Đó. Hôm qua em đem về được 5 số cây mà bán ở ngoài cho khách hết rồi. Rồi. Chưa dọn mà tao đã mua rồi mà. Đó, nước cam đẹp nha. Rồi ok. Giá cái này 550.000 là mã cuối cùng nha mấy em, mấy chú nào mà ưng cái mã nào thì cứ alo trực tiếp cho em đi. Hai số điện thoại em để dưới đây nè. Rồi phía này chia làm phần 1 phần 2 nha. Rồi. Cảm ơn mấy anh chú này đã xem cái video này. Ngày mai em sẽ lên clip nữa nha.